cô không nói kìa. Ôi xém chết nó mới ghê chứ. Rồi cũng lên dĩa anh em ơi. Nó combo chuẩn là lên dĩa. Tại vì đam nó bé mà chỉ cần bé đam combo thôi. Ôi nó mà gờ khê. Ôi xịt tin chanh. Ghê ta. Đập đập xịt tin dâu xịt tin chanh. Anh em đang bình đồ khá là ghê rồi. Ôi con nào chơi chùy kìa. Hột hột eo lên dĩa. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video mình con game MU hoài niệm ký ức 2003 nha. Thì hiện tại vẫn đang còn cái thời gian alpha test. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video mà để test cái tỷ lệ mà Fwin 3 cho anh em xem. Đến khi mà open chính thức rồi thì anh em căn cái tỷ lệ để anh em Fwin 3. Thì anh em đang test nam ở trên này khá là nhiều. Thì mình cũng test được mấy class rồi, DK, MG và DF. Thì mình thấy DK đam mé nhưng mà lại được cái là có sốc kép mà. Thì cảm phản đam khá là ok. Bây giờ mình sẽ đi mua nguyên liệu để test thử cho anh em xem. Ê, trước tiên thì mình cần phải có đồ hoàn hảo. Còn hả thì mình mua mẹ cái đồ bot 380 này, mở ra đi. Thì mình để thử xem là tỷ lệ bên này nó dễ lên hay không thôi. Rồi. Nguyên liệu thì đang alpha test thì nó sẽ bán sẵn ở trong trong shop cho mình luôn. Đây. Có 4 lần nha anh em. Ngọc, ngọc thì thôi hết gen. Rồi hết gen thì bên này thì mình phải mua cái boss gen mình ném ra. Boss này. Có hai bot là một bot là tí rưỡi. Đó. Hai bot là full. Thì mua cái này. Rồi mua chao nữa. Rồi 4 viên này đập vào lấy off. Rồi. Đây. Off rồi. 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 Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ về Nozia test tỷ lệ cho anh em xem. Đang có anh em đang làm gì đây? Chắc cũng đang test tỷ lệ anh em ơi. Thì tranh thủ cái thời gian mà lúc nó alpha test. Ôi, quên chưa mua ngọc sáng tạo. Cái đồ hoàn hảo quên. Hoàn hảo sáng tạo đây anh em ơi. Hoàn hảo sáng tạo. Có 4 viên ngọc sáng tạo và mình sẽ đập cái đồ hoàn hảo lên cộng 15 luôn. Rồi. Để xem 4 lần này là nó lên được mấy cái win nha. Thì mình nghĩ là cả 4 lần là sẽ lên được một lần. Đèo nhất là lên được một lần. Rồi, món lên 15. Thì vẫn đang còn trong thời gian test thì mình sẽ tranh thủ là mình test thêm class mấy class nữa. L rồi tâm sâu. Cho anh em xem cái tỷ lệ mà đam bên này class nào là ngon nhất. Thì
Mình đã test được 3 class nên anh em xem class nào thấy ổn. Mà mình thấy class MG á, nếu mà mình binh đúng đường á là PK vẫn ổn. Vẫn không sợ DK nha. Nếu mà PK đúng binh set đồ đúng đường. Ép socket á. Ép socket phòng thủ tốt. Và chịu được cái phản nam á sẽ ok. Tại bên này là DK có phản nam chịu. Ép côn đi thì được mấy chục phần trăm phản nam rồi. Thì còn ngày hôm nay nữa là sẽ hết hết alpha test và sẽ open chính thức. Thì tranh thủ ngày cuối cùng cho nó hết trống chỗ. Rồi rồi về chất xem tỷ lệ đập 4 lần thôi, đập 4 lần là biết tỷ lệ rồi, đập bớt nha. Đó để một lần mình thì hay đập cái này và chung là vẫn chưa được chốt được cái gọi là cái chuẩn, vẫn có cái tỷ lệ là hên xui. Tỷ lệ mà admin nó đưa ra rồi thì ví dụ trong 10 lần đó là nó lên được bao nhiêu lần, nhưng mà nó lên lần đầu hay là lần cuối là hên xui. Còn cái tỷ lệ là nó đã có rồi. Giống như cái tỷ lệ nó đưa 10 lần là sẽ thành công được một lần. Thì nó sẽ hên xui á, nó tại sao vẫn nói hên xui? Có nghĩa là hên xui là hên xui một cái này này. Nghĩa là nhiều khi là nó lên cái thứ nhất hoặc là nhiều khi là nó lên cái thứ 10. Đó, trong 10 lần đó. Cái gì đây? Quay. Cái vật phẩm cộng 4 hả? Ê! What the hell? Cái này... Đồ... Để mình coi. Chút đỡ. Có cái nào không được. Để mình cắt thoát ra nhân vật đi vào lại đấy. Rồi bị lỗi nhẹ anh em lỗi lỗi lại rồi. Thì cái tỷ lệ mà ép win 3 thì lúc nào nó cũng là 50%. Thì bây giờ mình sẽ căn là để hên xui ở cái tỷ lệ là 1 thành công lần thứ nhất hay là thành công lần thứ 10. 2 lần ôi may nó ném 2 lần sao mình sẽ chức. Một này, một, hai, ép mà nó có đồ miễn phí mình không bị tâm lý nha mày. Không bị tâm lý nhưng mà xịt thì nó vẫn như vậy. Vãi thật, lần đầu tiên mình đập xịt là thấy nó không có được hưng phấn lắm. Phải thiếu cái gì ta? À đủ rồi mà. À, cái đồ hoàn hảo khó rồi. Cho hỏi làm nhiệm vụ 3 sao vậy? Vụ xa 3 sao vậy thì cũng khó trả lời quá hả? Về lo gian đi. À em mà hướng dẫn này. Bảo lên kênh Game TV xem chứ. Ồ rồi, ok rồi. Quên giới thiệu kênh. Tại vì mình cũng có úp một cái video mà để làm nhiệm vụ rồi. Ấy, what the hợi. Nó có 43. 43% lại mua nhầm cái 1% này anh em ơi. Kệ mẹ đi, giúp đi. Một này. Hai này.
Nhiều khi vậy là nó lại thành công. Khó nản lắm. Đời không biết đâu mà lần. Để xem tỷ lệ đấy, hôm sau anh em biết được chốt đập hai lần. Thì đến khi open là nó nguyên liệu nó khan hiếm mà. Có người đi tiên phong trước đi. Một hai một. Quên chơi những cái này đứng lúc giờ đúng ngáo ngáo thật. Chán thật, ngay cái cơ hội đến mà quên chơi nhất ok. Sao đứng enter được? Một này, hai này. Cũng vậy à, cũng vậy à. Hai lần rồi, không thành công anh em ơi. Vậy là tỷ lệ coi nha, chứ không phải đơn giản đâu. Không có dễ lên, không có dễ lên. Ô, lần này mà bóng không lên được 50 nữa. Chẳng lẽ 4 lần không lên được 1 lần ta. Là tỷ lệ quay lắm đó nha. Cày cuốc thì cày cuốc. Đã cày cuốc thì nguyên liệu nó hiếm. Liệu nó hiếm mà đập nó phải dễ lên. Dứt. Quay. Khó, cái này là khó dữ lắm này anh em. 3 lần rồi. 3 lần rồi chẳng lẽ đập không lên được lần nào. Con sói làm gì? Hôm bữa ngao đá đập con sói tấn công xong rồi thì lại lấy con sói tấn công đi đập sói phòng thủ. Bãi thật. Giờ lại bảo là má sói tao đâu. Đến lúc xem lại video á mới biết anh em ơi. Rồi tiếp tục bát cuối này, bát cuối mà không lên là biết cái tỷ lệ này khoai lắm này. Rồi một một chấm là say đắm này, một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say này. À, chưa ba chấm bao nhiêu, một chấm say đắm, hai chấm đắm say, ba chấm là lé luôn là về nhà làm gì em ơi. À, nó không cho mình 3 chấm anh em ơi. Một cái cuối cùng, một đập là nó tỷ lệ một hồi hộp riêng, cái tỷ lệ hồi hộp á vẫn thích đập đồ hơn anh em ơi. Hai này. Yeah. Mình căn mà lên được là vẫn thành công anh em ơi. Đó vẫn là cái win nha, win đại ca nha. Đó thì là 4 lần là lên được 1 lần. Rồi thế thì về đây đâm nhào xíu rồi. Thế thì vào đây đi ấy máu bên này. Đó thì là mình đập 4 lần nha anh em ơi. 4 lần là thành công được 1 lần. Giờ mình sẽ đi đâm nhau cho anh em xem chút xíu. Cái hôm nay là anh em binh đồ thế nào rồi. Còn AK của mình thì hôm bữa mình có test rồi đấy. Còn máu rồi. Đánh con tôm này coi. Ồ. Combo không chết luôn kìa. Hai combo có vẻ yếu tay quá anh em ơi. Ây da. Có yếu tay kìa. Cô mãi không nổ kìa. Vãi thật. Cô hôm nay ngáo đá rồi. Cô máu lên kìa. Hỏi văng vách rồi không chết kìa. Anh già là ai? Anh đâu có già. Già mà xưng gà anh vẫn dai giáo giáo này. Ư này nhắm che anh già hả? Ư này, đó, bọn em là gì hả? PK không anh già. Còn PK không anh già hả? Tôm thấy ghê không? Tôm này ghê không?
Cô không nói kìa. Ôi xém chết nó mới ghê chứ. Rồi cũng lên dĩa nha mày. Nó combo chuẩn là lên dĩa. Tại vì đam nó mé mà chỉ cần mè đam combo thôi. Ôi nó mg khê. Ui xịt tin chanh. Ghê ta. Đập đập xịt tin dâu xịt tin chanh. Anh em đang binh đồ khá là ghê rồi. Ây con nó chơi trùy kìa. Một eo lên dĩa. Một em lên dĩa. Hai hai không chán gì. Nghe chưa mg lên nghe chưa. Combo nó không có mượt anh em ạ. Ai không có cảm hứng hay sao. Ôi vậy kìa trời ơi đó. Đó lâu lâu mới nổ cái mà chết nữa kìa. Lâu lâu có đông DK trùy xoạc vô cái. Có chịu thật. Đó. Đó nổ vậy không có đam. Nói chung DK bên này không có đam. Nhưng mà DK được cái là nếu mà máu lên là phản đam hơn. Hơi bị ngon. Đó. Mg. Ôi. Thôi. Này không hứng. Thôi không chơi DK được anh em ơi. Cảm hứng không combo nổi. Thì mình test cái tỷ lệ mà ép win. Thấy là nó cũng có cái dạng là bình thường. Nghĩa là để có được một cái game 3 một cái lúc mà open chính thức á, anh em hãy cả tầm 2 đến 4 lần nó có tỷ lệ thành công. Thôi giao test thử cho anh em xem thì mình kết thúc tại đây. Thì mình đang làm đồ của DL thì mình sẽ làm một video test đam DL. Nếu còn thời gian thì mình sẽ làm video test chung cho anh em xem luôn. Để coi từng class để đến lúc open chính thức anh em thích con nào thì anh em nhảy vào chơi đỡ mất công đổi. Thôi, bye bye mọi người nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.